Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái chương trình Notepad cộng cộng. Thì tôi sẽ vô Google và tôi có Notepad cộng cộng và tôi sẽ đi download cái phiên bản mới nhất của nó về. Thì tôi sẽ đi download cái phiên bản là 64 bit về. Tôi vô save file. Rồi như vậy là nó đã unlock xong, thì tôi sẽ đi mở cái folder chứa nó lên. Đây thì nó sẽ tôi sẽ copy cho một cái folder nào đó đi. Hôm nay tôi sẽ bỏ ra ngoài desktop đi. Rồi tôi sẽ đi cài đặt cái này, thì tôi sẽ nhấp chuột lên và cài đặt. Tôi chọn ngôn ngữ là English, tôi click OK. Rồi tôi click cho Next. Rồi click Agree. Rồi tôi click cho Next. Rồi tôi click re-isot boot on desktop. Rồi tôi click install. Rồi tôi click finish. Thì tôi đã cài đặt xong cái chương trình Notepad cộng cộng như vậy. Và bây giờ thì tôi có thể git code bằng cái chương trình Notepad cộng cộng này. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong cái chương trình Notepad cộng cộng. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.